Ngọc Diễm và bản tin an ninh cận cảnh xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bản tin. Ngay sau đây là những thông tin an ninh trật tự an toàn xã hội nổi bật chưa được cập nhật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, liên quan đường dây môi giới bán dâm với số tiền từ 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ do cựu tiếp viên hàng không điều hành, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá ngày 18 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với giới võ thị Mỹ Hạnh về tội môi giới mại dâm. Khi khách có nhu cầu, Hạnh sẽ gửi ảnh các cô gái trong trang phục ngành hàng không và người đẹp một số cuộc thi cho họ chọn. Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản ngân hàng của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá từ 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ một lần. Đường dây mua bán dâm của Hạnh hoạt động trên nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, dân dân. Ước tính số tiền thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ đường dây môi giới mại dâm do Võ Thị Mỹ Hạnh cầm đầu. Ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trung Dũng, 33 tuổi, tù trung thân, Trương Thị Kim Hằng, 30 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, 20 năm tù, cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Điều tra xác định Dũng và Hằng cùng nhau mua bán trái phép chất ma túy gồm các loại thuốc lắc, ketamin và nước vui khi có người liên hệ mua ma túy Dũng chuẩn bị hàng bỏ vào các túi ni lông rồi ngụy trang trong các gói bánh phồng tôm, mì tôm và đóng lại. Hằng sẽ ghi trên giấy địa chỉ của người nhận. Tiếp đó Dũng dùng điện thoại tạo hai đơn hàng trên ứng dụng giao hàng công nghệ Heyu để giao số ma túy. Nguyễn Bạch Dương là người dẫn chuyển hàng quá của công ty Heyu nhận dẫn chuyển hai túi sách thức ăn trên từ phòng trò của hàng đến các địa chỉ được ghi trên giấy. Khi Dương đang mang đi giao thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang. Qua điều tra, Dương là nhân viên giao hàng của ứng dụng Heyu Do không biết bên trong có hai gói hàng chứa ma túy, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an đã thu giữ tổng cộng số ma túy mà Dũng và hàng cất giấu để bán lại gồm loại MDMA là 344,5 gram, etamin là 20,18 g ma túy loại nước vui là 224,44 g Chiều ngày 18 tháng 8, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Dương Quỳnh Bảo, 33 tuổi, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khoảng 1 giờ cùng ngày, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp công an huyện Cao Lãnh làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Khi đến địa bàn xã Bình An huyện Cao Lãnh, lực lượng chức năng phát hiện Dương Quỳnh Bảo chạy xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phát hiện trên người Bảo có gần 200 gram ma túy tổng hợp, 100 nỏ thủy tinh cùng nhiều loại vật dụng khác có liên quan. Bước đầu bảo khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Tháp khi đang đi thì bị phát hiện và bắt giữ. Còn tại An Giang hôm qua ngày 18 tháng 8, công an tỉnh này cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Sơn 60 tuổi, Nguyễn Tấn Phong 45 tuổi, Nguyễn Hoài Tâm 22 tuổi, cùng trú thị trấn Long Bình, huyện An Phú, Nguyễn Xuân Kiếm 42 tuổi và Lý Thị Quệ 47 tuổi, cùng trú thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để điều tra vụ buôn lậu 19 kg vàng qua biên giới. Trước đó tối ngày 25 tháng 7, công an tỉnh An Giang chia thành hai mũi tổ chức mật phục, một tổ tại khu vực sông Bình Di, đoạn qua khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, phát hiện Nguyễn Tấn Phong điều khiển xuồng máy từ hướng Campuchia về Việt Nam, nên tiến hành áp sát. Lợi dụng đêm tối, Phong nhảy xuống sông lặn trốn qua Campuchia, bỏ lại trên xuồng máy một bao lông màu đen đã rách, bên trong là bao màu trắng, có trọng lượng khoảng 19 kg nghi là kim loại vàng. Tổ trinh sát khác đã khống chế và bắt giữ hai người canh đường là Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm. Sơn và Tâm khai nhận được một số chủ tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc thuê tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam Campuchia. Hôm sau Nguyễn Tấn Phong từ Campuchia quay về Việt Nam đầu thú và khai nhận cùng Sơn Tâm vận chuyển vàng qua lại biên giới. Công an tỉnh An Giang cũng đã ban hành 8 lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của những người liên quan, đồng thời tạm giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng và đồ nữ trang tổng trọng lượng khoảng 14 kg. Kết quả trưng cầu giám định xác định số kim loại do phong vận chuyển là vàng 24 và 18 carat tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên điều tra vụ nghi phạm Cơ Ba 54 tuổi, ngụ quyện Rông Ba, tỉnh Gia Lai, tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng khi nghi phạm này mang súng AR-15 và đạn đến địa bàn tỉnh này. Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 8, Công an quyện Sơn Hòa kiểm tra và phát hiện Cơ Gen, 29 tuổi, ở xã Phước Tân, lái xe máy chở Cơ Ba lúc bị kiểm tra, Kabela đang giữ một khẩu súng AR15 và 6 viên đạn là vũ khí quân dụng, còn Kabaken giữ một khẩu súng hơi. Đi cùng với Kabaken và Kabela còn có Ro Vương 32 tuổi và Ro Dương 30 tuổi chở nhau trên một xe máy khác. Vương và Dương, mỗi người đều tàn trữ một khẩu súng hơi. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Sơn Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Khơ Ba Lê về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, cơ quan này cũng đã tạm giữ khẩu súng quân dụng AR-15, 6 viên đạn của Lê, tạm giữ 3 khẩu súng hơi bắn đạn chì của những người còn lại. Trở lại với một số thông tin tại Đà Nẵng, ngày 18 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra công an địa phương này đã khởi tố vụ án chế tạo tàn trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại phường Quà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với giới Phạm Ngọc Sơn 23 tuổi, trú quận Liên Chiểu. Sơn bị cáo buộc đã chế tạo súng để bán cho khách hàng có nhu cầu. Qua điều tra xác định khoảng tháng 7 năm 2023, khi lên mạng Internet thì Phạm Ngọc Sơn đã phát hiện nhiều trang mạng nước ngoài có sử dụng vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in 3D. Vì động cơ vụ lợi muốn kiếm tiền thông qua việc mua bán vũ khí, Sơn đã lên các trang mạng này tìm kiếm các bản thiết kế súng và đặt dịch vụ in 3D tại Việt Nam. Sau khi nhận được các linh kiện in 3D, Sơn đã tự làm thêm nòng bằng đồng, khoan tiện kim quả và lò xo để lắp vào súng. Khi súng đã hoàn chỉnh thì đem bán cho khách hàng có nhu cầu thông qua dịch vụ giao hàng. Súng in 3D bắn được đạn thật là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu các đối tượng sản xuất và sử dụng tràn lan. Chiều ngày hôm qua 18 tháng 8 sau 2 ngày xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án 6 bị cáo từ 7 đến 15 năm tù giam về tội giết người. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn tiền bạc từ trước giữa Mảnh và anh Hồ Hoàng Luân, 21 tuổi, ngụ quyện Tam Bình, tối ngày 10 tháng 8 năm 2022, phát hiện Luân cùng hai người bạn là Nguyễn Thanh Hoàng và Lê Quang Danh cùng ngụ huyện Tam Bình ngồi nhậu bàn kế bên. Mảnh kêu nhóm bạn đem theo hung khí đến xử nhóm của Luân. Khi đến quán, nhóm của Mảnh dùng kiếm mã tấu chém nhiều nhát vào người Luân, Hoàng và Danh, sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường. Các bị hại bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây mất an ninh trật tự địa phương, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt các bị cáo mức án trên về tội giết người. Đồng thời, buộc các bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên 370 triệu đồng. Tại Bình Dương, hôm qua ngày 18 tháng 8, Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên sinh điểu lấy tiền tiêu xài quẩy phá đám tang gây bức xúc dư luận. Theo điều tra ban đầu do thiếu tiền tiêu xài nên kỳ rủ cả nhóm đi xin điểu tiền của người đi đường. Vào ngày 6 tháng 8, một người đàn ông và người phụ nữ tên N chở nhau đi trên xe máy, đi trên đường Mỹ Phước Tân Dạng thì bị nhóm thanh niên nêu trên đuổi theo về đến nhà tại phường Tân Định thị xã Bến Cát. Nhà của chị N lúc này có đám tang nhưng nhóm thanh niên vẫn không buông tha xin không được tiền kỳ dùng dao tự chế chém vào tay một người đàn ông tại đám tang gây thương tích các đối tượng còn lại dùng ghế chén ném vào đám tang để quậy phá rồi bỏ trốn sự việc được camera của người dân ghi lại gây bức xúc trong dư luận công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh và truy bắt các đối tượng Cuối bản tin hôm nay là thông tin thời tiết tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh cận cảnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa ngày mai với những thông tin nóng và mới nhất.